Sinh nhật Bác Hồ. Sinh nhật Bác Hồ. Bùa Ngọc. Tăng lương cho toàn thể nhân viên. Ai là chủ tịch FPT? Anh Trương Gia Bình. Trương Gia Bình. Trương Gia Bình. Trương Gia Bình. Dạ Trương Gia Bình. Bùa Ngọc. Chết. 19 tháng 5 là ngày gì? Sinh nhật Bác Hồ. Sinh nhật Bác Hồ. Ngày sinh nhật Bác Hồ. Sinh nhật Bác Hồ. Sinh nhật Bác Hồ. Ngày sinh nhật Bác Hồ cũng là ngày sinh nhật của chủ tịch Trương Gia Bình. Ngày sinh nhật của anh Bình. Anh Bình đã bao nhiêu xuân xanh? 4 mấy. 63. 62. Gần 60. 60 tuổi. 5 năm 6 là 62 tuổi. Anh Bình được FPT trả lương bao nhiêu tiền một tháng? 60 triệu. 100 triệu một tháng. 10 triệu tượng trước. Ngàn đô. Trên 10 triệu một tháng. 100 triệu. Cả 3-4 tỷ. Cũng hơn em chừng vài triệu thôi. 5-6 triệu gì đó. Anh Bình nên về hưu hay tiếp tục làm việc? Nên tiếp tục. Em nghĩ là anh nên tiếp tục. Vì em thấy anh rất còn rất là hồn nhiên và trẻ trung. Tiếp tục. Em nghĩ là anh Bình nên nên nghỉ hưu. Anh Bình tuy là lớn tuổi nhưng mà tại vì anh suy đoán ảnh còn trẻ vậy là lý do là cái sự hăng hái của ảnh. Thì anh nghĩ anh vẫn có thể tiếp tục làm việc. Anh nghĩ là nên về hưu. Tốt cho anh Bình. Thực ra thì riêng cá nhân chị nhá, mặc dù là rất nhiều người nói là anh Bình nên về hưu, nhưng mà chị thấy anh Bình cái năng lượng của anh ấy rất là nhiều. Và tức là anh ấy có rất là nhiều ý tưởng. Thì hoàn toàn là với tư cách là kiểu chủ tịch và không điều hành hàng ngày thì chị nghĩ là vẫn phù hợp. You win. Bạn muốn xin xỏ điều gì để gửi đến chủ tịch? Tăng lương. Okay. Cho toàn thể nhân viên. À, mong muốn sẽ còn tiếp tục làm việc với FPT được lâu hơn nữa để có thể tiếp tục được cống hiến được nhiều hơn nữa. Kiếm gì để phát triển cái FPT? Em mong muốn là thu nhập của anh Bình tăng lên, đồng thời là em cũng phải được tăng niềm tin Bình. Tương lai của em là có thể là sẽ định cư ở Vũng Tàu chứ không phải là ở Sài Gòn, nên em muốn nếu như sau này em về Vũng Tàu á thì em có thể được chuyển công tác về đó được không ạ? Nếu mà em được có cơ hội là nhân viên chính thức của FPT thì thật sự đó là một niềm tự hào, rất là tự hào. Và em mong muốn là niềm tự hào của em sẽ ngày càng lớn hơn nữa, là đi đến đâu bất kỳ thế giới nào em nói ở em là thành viên của FPT thì bất kỳ nước nào cũng sẽ biết em là người của FPT. Em có mong muốn là được trở thành nhân viên chính thức và được ký hợp đồng không hạn. Và với lại được tham gia nhiều cái chương trình của FPT. Mong muốn của em là em sẽ có được một bữa ăn cơm với anh Bình. Muốn được anh nghe anh kể chuyện về 12 anh còn lại ạ. Cá nhân chị thực ra là chị đang làm cái mảng là về OTT. Nó là rất là mới, không chỉ với FPT Telecom và với cả FPT. Và chị tin là trong vòng 3 đến 5 năm tới thì đây hoàn toàn có thể là một cái sản phẩm mà rất là đinh của FPT. Ngay cả bây giờ khi mà ra thì cũng là đem lại một cái thương hiệu rất là tốt cho FPT, vì mình có một cái sản phẩm mà rất là thành công và nói chung là kiểu rất là dễ sử dụng, rồi là phân phối được ở tất cả mọi nơi trên ở khắp mọi nơi một cách dễ dàng. Thế thì cũng rất là mong là anh Bình quan tâm nhiều hơn đến cái mảng OTT này là FPT. Trong tưởng tượng của em về anh Bình cũng như hình ảnh là anh Bình giống một chú Doraemon, bụng tròn tròn giống Doraemon, nên em mong là anh sang tuổi mới cũng tiếp tục sẽ tròn tròn dễ thương hồn nhiên như Doraemon, giữ được cái thần thái cũng như là cái lý tưởng của mình để dẫn dắt tàu đoàn FPT ngày một mà tiến xa hơn nữa, chiêu mộ được những nhiều nhân tài hơn, đạt thêm được nhiều thành công không chỉ ở Việt Nam mà còn ở thị trường quốc tế. Chúc mình sẽ luôn trẻ, mãi mãi là cái tấm gương cũng như là biểu tượng để cho các cái thế hệ nhân viên tiếp theo noi theo. Sức khỏe, phát triển, FPT vui vẻ, khỏe, happy birthday Gia Bình.